Xin chào quý cô chú ha. Hôm nay như thường lệ 16 giờ thì hàng ngày hôm nay mình quay trở lại nhà vườn lắp giò của anh Cường, có một số hoa mẫu đơn gồm hường sọc, mỹ vàng, mỹ hường, vàng sọc, chia sẻ cùng quý bà con để sưu tầm ha. Sau đây gặp anh Cường. Rồi, chào anh Cường, Cường ơi. Anh chào Pháp Thái. Chào bà con trên kênh YouTube của Pháp Thái. Hôm nay nhà vườn lắp giò có lên một số mặt hàng mẫu đơn lá chung giao lưu với bà con. Số Zalo của nhà vườn lắp giò là 0907 633 225. Kính mong bà con ủng hộ nhà vườn lắp giò. Rồi, đầu tiên mã số 1, cây Pháp Cam Lai, muốn lai qua Cam Đài Loan. Cây có chiều cao 60, mặt hoa rất là đẹp nha quý cô chú, đang rực rỡ hoa. Cây có 5 hoành bà con ơi, đặc biệt cây một cốt luôn, hoành đế rất là đẹp ha, thân sạch. Rồi, giá mã số 1 luôn anh. Mã số 1 là em giao lưu với bà con là 300k, bao ship cho bà con 300.000, bao phí ship. Dòng này hoa rất là to. Mã số 2 em lên giao lưu với bà con là cây vàng sọc, cánh bầu. Dòng này vàng sọc cánh bầu, hoa sọc rất là đậm nha quý bà con. Cây này mình túm tàn lại ha, nhánh ba nhánh chủ lực lên từ con rất là nhiều. Cây có chiều cao 1m. Này ôm nụ chân nha quý bà con. Ở dưới này thì có hoa nó nở nè. Đặc biệt vàng sọc cánh bầu, cánh hoa nó rất là đậm luôn. Đây, mặt hoa rất là nét. Cây này một cốt nhưng mà nó đóng không có thoát thân bà con. Này lên 3 tược nha quý bà con. 3-4 tược già. Còn tược con lên. Cây này khoảng 5 quả. Chưa khui đế đây nè. Đế nè. Còn con tài cái của mình đó. Rồi, giá mã số 2 luôn anh ơi. Mã số 2 vàng sọc cánh bầu giao lưu với bà con là 600k, 600.000 cho bà con, bao phí ship. Rồi, cái này 3 tược già bà con về vô cái bầu là được 3 cây con nữa, còn lại cái cốt của dưới. Mã số 3 lên giao lưu với bà con là một cây mỹ vàng chanh. Mỹ vàng chanh, cây một cốt thẳng đứng và đặc biệt hoa mỹ vàng chanh, hoa rất là sáng luôn. Cây có chiều cao 85. Đây, mặt hoa quý bà con thoát thân 50, cực kỳ. Cái này là một gan tay mình không giáp cái hoa. Cây 5 hoành bà con ơi, cốt sạch luôn. Rồi, giá luôn đây. Giao lưu với bà con mã số 3 mỹ vàng chanh này 250k, bao ship cho bà con. Rồi, ok luôn. Mã số 4 mình lên giao lưu với bà con một cây mỹ hường. Mỹ hường lá mỹ cam, phơm tàn gom. Hàng này tương lai sau này sẽ thành một cái dù nha quý bà con. Cây có chiều cao 95. Ôm hoa rất là nhiều. Đây. Cây này 5 hoành bà con ơi. Hoa mỹ hường. Thoát thân 65. Hoành thân sạch ha. Phơm tàn đẹp. Rồi, giá luôn anh Cường ơi. Mã số 4 cây mỹ hường em giao lưu với bà con là 250k. Rồi, ok luôn. Bao ship cho bà con. Đơn hàng từ 250.000 là bao phí ship nha quý bà con, gửi cây. Mã số 5 em lên giao lưu với bà con một cây hường sọc 4 mặt bông. Hường sọc, sọc 4 mặt hoa. Đó, cây phơm tàn. Đặc biệt cái cây này, cái mặt hoa rất là nét luôn. Cây có chiều cao 1m1. Chia cành tứ diện ha. Thoát thân 35. Đây mặt hoa nè quý bà con. Mặt hoa đang là hồng sọc. Có một số cánh hoa lai qua vàng sọc ra đầu á. Cây này 7 hoành bà con ơi, có đế nơm luôn, một cốt thoát thân sạch thoáng luôn. Rồi, giá luôn anh. Mã số 5 cây hường sọc em giao lưu bà con là 300k, 300.000 bao phí ship. Rồi, đổi cây. Mã số 6 em lên giao lưu bà con một cây mỹ trắng. Mỹ trắng lá mỹ hồng, cây này phơm tàn xòe ha, tàn này tàn nón á, đặc biệt rất là nhiều tược luôn. Cây có chiều cao 80. Tược tàn rồi bà con. Cây này 5 hoành bà con ơi. Một cốt này thoát thân cỡ 2 tấc á. 20. Cây xanh mướt. Rồi, mỹ trắng này. Cây tán ngang 80. Rồi, giá luôn anh ơi. Giá giao lưu bà con là 400k. 400.000 bà con. Rồi, đỡ cây lên. Mã số 6 ạ. Mỹ trắng, cái phơm tàn nón. Mã số 7 là em lên giao lưu với bà con một cây Pháp Trăng Son. Vàng Pháp Trăng Son. Cây đang ôm nụ với bông bà con ơi.
cây có chiều cao 55, đặc biệt là lên 6 cái hoa, đang có 2 cái hoa nở, có thân 20. Dòng vàng pháp chân son này, cái cánh hoa nó chéo chéo nhau vậy nè bà con, chồng chồng lên một tròn rất là khích. Đây, cái chân nó đỏ son. Hoành đây này một khoảng 3 hoành, một cốt sạch. Rồi, phơm tàn rất đẹp, giá luôn anh Cường ơi. Mã số 7 em giao lưu với bà con là 300k, bao 300.000 bà con, bao phí ship. 6 tược lên 6 cái hoa. Đó, về bà con thay chỗ kiểu để cái bàn uống trà. Mã số 8 em lên giao lưu với bà con cây okay, Mỹ tím. Cây đang âm nụ. Phơm tàn đẹp luôn. 1 7 cái hoa. Cây có chiều cao 95. Tóc thân 55. 1 2 3 4 5 6 7 cái hoa nha quý bà con. Dòng này Mỹ tím này rất là giống tím sen Minh Châu. Cây này 4 hoành mà con ơi. Này về bà con cắt cái tược này dâm ra là thoát thân lên đây cao ha, chi cành tứ diện luôn. 4 hoành. Rồi, đế chưa khui nha quý bà con, đế còn sâu. Rồi giá luôn anh. Mã số 8 cây Mỹ tím em giao lưu bà con là 400k. Rồi. Bao ship cho bà con. Nhỏ thôi. Mã số 9 em lên giao lưu với bà con một cây pháp tím. Tím. Dòng này cánh hoa rất là to nha quý bà con. Dòng này cũng mới nha bà con. Nhìn cái lá là cái cánh hoa to. Đây có chiều cao 60. Đây cái mặt hoa nè. Cái búp bà con thấy nó no, nó to. Và đặc biệt cái năm cánh nữa nè. À, màu rất là nét luôn. Khi mà hoa già nó đậm lại. Đây hoành hành cỡ khoảng gần 3 hoành bà con. Tiếng thuốc lá đi. Ừ. Rồi giá lên Cường ơi. Cây pháp tím này em giao lưu của bà con. Mã số 9 là 500k. 500.000 con. Rồi pháp tím. Dòng này rất là mới ha. Nguồn chưa có nhiều nha quý bà con. Mã số 10 em lên giao lưu bà con một cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ. Rồi. Clip này chỉ có còn có một cây vàng son Cần Thơ thôi bà con ơi. Chiều cao 75. Cây này cái phơm tàn rất là đẹp nha quý bà con. Chia tứ diện hết trơn. Cốt thân 15. Một cốt. Cây này 4 hoành bà con ơi. Rồi, giá mã số luôn à. Mã số 10. Mã số 10 giao lưu bà con là 400k bao ship cho bà con. 400.000 vàng son Cần Thơ. Rồi, đã cây luôn. Mã số 11 em lên giao lưu bà con một cây vàng sọc. Vàng sọc. Dòng này của Tuấn Sơ Cừ. Cánh hoa này nó vậy nè bà con, to lắm nha. Hoa dòng này to. Cây có chiều cao 1m. Đây là tầm 3 hoành bà con ơi. Cái cốt này là cốt chính nè, đang ôm những cái hoa nha quý bà con. Đặc biệt cái mặt hoa thì dòng này cánh rất là to. Nếu cắt hai tược dưới thì cây còn thoát thân 35. Rồi. Đây, hoành hai tược này mình cắt là lên còn cái phơm tàn giót lên trên. Rồi, giá luôn anh. Mã số 11 em giao lưu bà con là 400k. 400.000. Rồi. Dòng này dòng sọc này nó đổi màu theo thời tiết nha. Bông nó già nó ửng đỏ lên nhiều. Mã số 12 em lên giao lưu với bà con một cây Mỹ Hường. Lá Mỹ cam. Quánh mấy cây hoa chịu không nổi luôn. Một gan tay không giáp nha quý bà con. Cây có chiều cao 85. Thoát thân 55. Này, mặt hoa nào quý bà con thấy nè. Quành gốc 7 bà con ơi. Ngoài nó nhìn rất là nét, rất là đẹp. Này, đế tứ diện như đế sắp luôn ha. Ừ, đế chạc nha. Cũ chạc. Rồi giá mã số luôn anh. Cái mã số 12 Mỹ Hường này em giao lưu bà con là 250k. Rồi. Mã số 13 em lên giao lưu bà con một cây Mỹ tím. Mỹ tím cây một cốt. Đặc biệt cái phơm tàn rất là đẹp ha. Cây này hàng tương lai sau này là phơm tàn như cái dù. Cây có chiều cao 1m1. Thoát thân 55. Xay xay cái phơm ra. Nhánh nào cũng lên hoa chân nha quý bà con. Nhánh nào lên búp chân nè. Đặc biệt cây này về tới nhà quý bà con là nó nở rực rỡ. Cây này 4 hoành bà con ơi. Một cốt sạch luôn nha bà con. Rồi giá mã số 13 luôn anh. 13 Mỹ tím em giao lưu bà con là 450k bao ship cho bà con. Rồi, ok luôn. Mã số 14 em lên giao lưu với bà con một cây hường sọc. Hường sọc, cây này có thân lắc lượng ha. Vậy bà con có thể vô dây cặp dán lông dán lắc lượng. Cây có chiều cao 1m17.
Mặt hoa này gần rất là nét. Này, mặt hoa rất là nét nha quý vị con. Cây thoát thân 80. Chân dài luôn. Như người mẫu ha. 6 hoành mà con ơi. Rồi. Một cốt giót luôn, giót tới ngọn luôn. Rồi giá luôn anh. Cây mã 14 mình sọc làm giao lưu bà con là 250k, bao ship cho bà con. Rồi, đỡ cây luôn. Mã số 15 em lên giao lưu bà con là một cây vàng son hoa mai. Vàng son hoa mai. Cây đang ôm nụ bà con ơi. Cây có chiều cao 67. Đây, này hoành 3 bà con ơi. Thuộc nào cũng có nụ cho nha quý bà con, đặc biệt cái màu bông đẹp. Cái form cây này về bà con vô bầu cái nhánh này còn nhấp mình dâm ra ha, là còn cái form tàn này tứ diện nè. Ừ. Nếu mà nhấc cái lên thoát thân 35. Đây, cái mặt hoa. Hoa rất là to, cánh rất là dày nha quý bà con. Cây này bao hoành. Rồi giá luôn anh. Mã số 15 này, em giao lưu bà con là 400k bao ship cho bà con. Rồi, 400.000. Mã số 16 em lên giao lưu bà con một cây Mỹ vàng. Mỹ vàng chanh. Cây có chiều cao 1m. Chia cành chia cũng rất là đều ha. Ừ. Khóc thang 60. Đây là, đây là đặc biệt cái mặt hoa này nó có cái sọc. Sọc đỏ nè. Sọc đỏ. Cây này cũng có rễ. Cây này gần 6 hoành, 5 hoành bà con ơi. Có đế luôn. Mỹ vàng chanh. Rồi giá mã số. Mã số 16 năm giao lưu bà con là 250k. Rồi đó cây luôn. Mã số 17 năm lên giao lưu bà con là một cây Mỹ trắng. Mỹ trắng lá mi hồng đang ôm những cái hoa. Cây có chiều cao 65. Đây, có búp nha quý bà con. Tốt thân 25. Dòng này nó đột biến từ Mỹ hồng ra bà con. Mỹ trắng đang ôm hoa mà tụi con nhé. Cây này bao hoành mà con ơi. Này có cái chì tử dưới nè. Rồi giá luôn. Cây Mỹ trắng mã số 17 này em giao lưu bà con là 400k bao ship cho bà con. Rồi, đỡ cây luôn anh. Mã số 18 em lên giao lưu bà con một cây Mỹ hương. Mỹ hương. Rực rỡ hoa chứ. Cây có chiều cao 80. Ồ, cái form hoa nè bà con. Từ đây nó chạy dài qua tới đây full cái form tàn rất là đẹp luôn. Thoát thân 45. Cây này cũ chạc ra bà con. Nhưng như cái chân dôi ha. Ừ. Em đo eo thôi, 5 hoành eo. Cái cũ nó 7, 8 hoành. Rồi giá luôn anh. Cây Mỹ Hường này em giao lưu với bà con là 250k. 250.000 cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 19 một cây Mỹ vàng, Mỹ vàng chanh. Cây có chiều cao 1m, thoát thân 50. Đặc biệt hoa Mỹ vàng chanh cái màu rất là sáng nha quý bà con. Cây này 4 hoành bà con ơi. Rất lên tới đọt luôn. 4 hoành một cốt thoát thân sạch. Rồi giá luôn anh. Mã số 19 cây Mỹ vàng chanh em giao lưu bà con là 250k. Rồi bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 20. Mã số 20 giao lưu bà con một cây hường sọc. Hường sọc sọc quấn mặt hoa. Cây có chiều cao 95. Chung mấy cây thoát thân 30. Cây lứa lứa này giá này là rất là dễ chơi nha quý bà con, dễ sưu tầm, gọn gọn vừa túi tiền cho quý bà con. Cái này cái form cũng đẹp tứ diện, đặc biệt cái mặt hoa cũng nét nữa. Cái này chắc 4 hoành bà con ơi, 5 hoành luôn. 5 hoành. Rồi giá mã số 20 luôn. Mã số 20 em giao lưu với bà con là 300k. Rồi phí ship cho bà con 300.000 có một cây về tận nhà luôn. Mã số tiếp theo, mã số 21. Mã số 21 giao lưu với bà con một cây Mỹ vàng. Mỹ bằng chanh luôn. Mày ngờ. Chanh hả nghệ? Okay. Chanh. Cái chanh. Cúng nó xanh xanh trong rồi quý bà con. Bằng chanh. Cây có chiều cao 1m.
khó khăn 60. Rồi xây cái phơm giùm em ra mặt tiền anh. Đó, lên. Đặc biệt mấy phần chanh cái búp nó xanh xanh trong vậy nè. Cái này cũ nở chạc, hoành eo là 7 hoành đó bà con. Ừ, cái đế dưới này như đế sắp vậy đó. Rồi giá mã số 21 luôn này. Mã số 21 anh giao lưu bà con là 250k. 250.000. Đặc biệt là bao phí ship luôn nha quý bà con. Cây gửi về tận nhà thì quý bà con mình sưu tầm luôn. Mã số 22 lên giao lưu bà con một cây pháp tím. Pháp tím bông nở rồi bà con ơi. Đặc biệt cái cánh hoa nó rất là to và màu nó rất là ngọt nha quý bà con. Cây có chiều cao 50. Đây mặt hoa nè. Thoát thân 20. Ở trong cái lòng trong nó dạ màu sữa sữa ha. Cây này ba hoành. Nó tím đậm lên. Đặc biệt cây này ôm hoa rất là nhiều. Cây lứa này về gọn gọn để bàn. Mã số 22 cây pháp tím này em giao lưu với bà con là 600k. Bao tí ship cho bà con. Rồi. Tặng cây lứa diện. Mã số 23 em lên giao lưu với bà con một cây hường sọc. Thân nó hơi lắc nhẹ bà con. Cây có chiều cao 1m1. Hốc thân 70. Đặc biệt mấy cái mặt hoa này nét nè nha quý bà con. Trong này là bốn mặt hoa này. Gồm hường sọc, hồng sọc, đỏ sọc. Có một số cánh hoa nó lai ba vàng vàng sọc đầy đầu luôn nè. Đây. Cái này chắc 6 hoành, 7 hoành luôn. 7 hoành, hoành cũ rồi con, hoành eo chừng 4 năm. Rồi, giá luôn anh ơi. Cây hường sọc anh giao lưu với bà con là giá 300k bao phí ship cho bà con. Rồi. Mấy cây như thế này dễ cho bà con mình có cái không gian hẹp để ban công hoặc là cặp những cái quán cà phê ha. Bông thì quanh năm, 4 mùa luôn. Mã số 24 lên giao lưu với bà con một cây Mỹ vàng chanh. Mỹ vàng chanh. Thốt thân cao, 5 cái hoa. Cây có chiều cao 1m. Thốt thân 70. Đặc biệt cái dòng Mỹ vàng chanh cái màu hoa nó rất là sáng luôn. Cây này 4 hoành bà con ơi. 4 hoành trên mặt đất nha bà con. Đế chưa khui á. Rồi giá luôn anh. Em giao lưu bà con là 250k. Mã số 24 phải không? Ừ, mã 24. Mã số 25 lên giao lưu bà con một cây Mỹ Hường. Mỹ Hường, mã số 25. Cây có chiều cao 1m. Khó khăn 75. Cây này về nở hoa tới nhà quý bà con, hoa rực rỡ. Hoành eo 4, hoành cũ thì to lắm bà con ơi. Còn cái đế chạc rồi. Cũ to. Rồi giá luôn anh. Mã số 25. Mã số 25 giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Rồi, ok luôn. Mã số 26. Vàng pháp hoa mai hả? Vàng son hoa mai. Vàng son hoa mai. Cây này đang ôm nụ rất là nhiều. Hơn tứ diện, cây có chiều cao 80. Thì cái cây xòe cái tàn ha. Tứ diện luôn. Có tầng 20 bà con. Cây này nó có hai tầng tàn nha bà con. Trên này dưới này một tầng là đặt nè. Dưới trên này bắt đầu chia ra. Có hai cái tược này về bà con nhấp nhân giống ra thì một cốt thoát thân. Năm hoành đây, mặt hoa nè. Vàng son hoa mai từ 4 cho tới 5 cánh nha quý bà con. Đây, 5 cánh nè. Rồi giá lên Cường ơi. Dòng này hoa rất là sáng. Cái vàng son hoa mai mã số 26 này em giao lưu với bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi, 300.000. Đặc biệt cái chân nó hơi đỏ son một cái nữa thì cái hoa màu vàng là rất là nổi luôn. Mã số 27 em lên giao lưu với bà con một cái vàng sọc. Vàng sọc. Vàng sọc Bến Tre. Chiều cao luôn. Cây có chiều cao 1m07. Cái này một cốt lớn bà con. Này nó cũng có hai tầng tàn nha quý bà con. Ở trên là một tầng nè. Cái này lên bảy hoành. Lên đây thoát thân cao nè. Thoát thân 60 nếu dưới cắt này, mấy cái tượng chân đó bà con. 1 2 3 4 5 6, 6 cái tượng chân. Về bà con dọn lại là thừa được một cốt ở trên, lời được 5 6 cây con nữa. Bảy hoành lận cứ. Hoành to nha quý bà con. Này là trồng đời đầu luôn á. Xuống giống cái đợt đầu tiên khi phát hiện sọc á.
đây mà không vào hoa nè, vàng mà chạy sọc đỏ nhìn rất là nổi luôn. Rồi giá luôn Cường ơi. Cây vàng sọc mã số 27 này anh giao lưu với bà con là 700k, bao phí ship cho bà con. Rồi đỏ cây luôn. Mã số 28. Em lên giao lưu với bà con là một cây Mỹ trắng. Mỹ trắng lá Mỹ Hồng. Đột biến từ Mỹ Hồng. Cây có chiều cao 65. Cây này form tàn. Gốc thân 23. Tuột tàn tuột cũng đều nữa ha. Cây này khoảng 3 hoành bà con ơi. Bà con mình cặp cái đứng cái thân lên vậy là thành cái form tàn rất là đẹp luôn. Một cốt sập 3 hoành. Thân 3 tấc á. Rồi giá luôn anh. Cây Mỹ trắng em giao lưu bà con là 400k. Mã số 29. Bà con. Rồi. 28. 28. Ừ. Tiếp theo mã số 29. Em lên giao lưu bà con một cây Mỹ đỏ. Lá Mỹ cam. Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Mấy cây này cũng thuần cũng có tầng. Cây có chiều cao 85. Toàn xè anh đo tán ngang anh Cường. Rồi. Thoát thân 35. Cây này có toàn xè. Toàn xè 70. Như cây dù luôn. Cái này hoành cũng to rồi con. Mỹ đỏ lá Mỹ cam cái màu hoa. Gần 6 hoành, 5 hoành. Cái cũ này chưa khui nha bà con, khui còn nở nữa. Không có khui. Rồi giá luôn. Mã số 29. Mã số 29 em giao lưu bà con là 250k. Bao phí ship cho bà con. Rồi. Mã số 30 là một cây Mỹ tím. 30 Mỹ tím. Cái form tàn như cái dù ha. Ừ. Tứ diện đều. Cây có chiều cao 1m1. Thoát thân 60. Rồi, cái tán ngang kéo tán ngang hảo giúp em ơi. Tán ngang 60 luôn bà con ơi. Đây, cây đang ôm nụ hết trơn nha quý bà con. Cây này 4 hoành. Mỹ tím. Lá này với cái hoa nó rất là giống tím sen Minh Châu nha. Bà con mua về là có bông luôn á. Hôm tàn xòe một cốt 4 hoành. 4 hoành. Rồi giá mã số này luôn đây. Cây Mỹ tím mã số 30 này em giao lưu với bà con là 500k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Mã 30 này là mã kết thúc của clip hôm nay. Kính mong bà con ủng hộ nhà vườn lắp giò. Dạ cảm ơn bà con. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú vào những clip giao lưu báo giá tiếp theo nha quý bà con. Hôm nay một số mặt hoa gom lại đây thì bà con thấy rất là nhiều màu, rất là rực rỡ ha. Rồi Pháp Thái TV cùng với nhà vườn lắp giò của anh Cường kính chúc quý bà con làm ăn phát tài, vạn sự như ý và thành công nhiều hơn nha.